Các bạn thân mến, hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Đây là con chim bố mẹ của nó. Các bạn thấy chim bố mẹ rất là tuyệt đỉnh luôn đúng không? Đó, mình sẽ... Đó, con chim bố mẹ khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Đó, đây là chim bố mẹ điển hình của thao chim cô gái miền Bắc. Số điện thoại 0163 5305 982. Địa chỉ là cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, các bạn thấy con chim này rất là đẹp đúng không? Đây là chim bố mẹ, đây là chim non này. Chim non này là hôm nay là mình bắt hơi muộn, nhưng mà thôi được rồi, mùa đông thì mình để lông lá nó đầy đủ tí cho nó khỏe mạnh. Và bây giờ mình thực hiện bắt ra để mình bón bộ. Bao giờ nó biết mổ, biết các thứ rồi thì mình sẽ bán cho anh em giao lưu. Đó. Có cái ví thẳng ổ này. Đứng Thẳng che tay vào nó, cầm nó thành cuối. Đấy, thế. Quay cho các bác nhìn đấy, con chim mẹ đấy. Bây giờ quyết định là gì thôi, tính mẫu tử chỉ thế thôi, để cho tao đưa khác nhé. Đó, nuôi ô sờ kê ô ô ê thôi 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 đỉnh giữ con ô thôi 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 giữ con á chuyện ô đỉnh giữ á chết con. Về về ảnh giữ con giữ con này. Giữ được Rồi, bắt con một con này, bắt một con ra. Đó, bắt một con ra, một chú. Cái gì nó cũng giữ con. Đấy, bất kể con chim nó cũng giữ con nữa thì mình. Thôi mày bình tĩnh nhá, nuôi được con ra, tao nuôi tao không thịt tao mà lo. Đấy, quay con mẹ nữa cho nó. Quay rồi, đang quay đây. Đấy, thì ông giữ mẹ, giữ con đấy, thì mình tưởng. Giữ con. Rồi rồi, Xin. để xem nào. Rồi. Ừ. Đấy. Rồi, tao xin lỗi nhá. Thôi chia tay tình mẫu tử của chúng, có buộc cái lỗ đấy vào đi, buộc cái kỹ vào. Đó, để lại đi đẻ lứa khác nhá. Tao nuôi con mày tao không thịt đâu mà no. Mày ở đây với tao ở hết đời không phải no, mà mày đánh tao đánh hung hạ hung dữ thế. Rồi đây là con chim non, rồi chim non ừ. Đến mua chim à, tưởng đâu à, đây chứ ở đâu, ở đây chứ ở đâu, ở đâu lên đấy nhở? À, nhà trên Đá Trông à? Ngày xưa thì bây giờ ở đâu? À, sao không ở Đá Trông Ba Vì cho nó đấy. À. Anh vừa chuyển trả cho em 1,5 triệu đây em ơi. Vâng, em nhận được, em nhắn tin cho anh. Em Bính như Bắc Cạn đúng không? Vâng. Ừ, thì anh em mình giao dịch mua con chim thì ok, trước mắt là nó cũng phần mọi thứ đã ổn, nhưng mà chắc là phải 1-2 hôm nữa là, vì nó mới, mùa này nó cũng hơi vâng, em ừ. sợ nên đây nó lạnh hơn nó đang. Ừ. Em enter gửi 2 lần 1,5 triệu cho anh cũng chả để ý là vì một ngày anh giao dịch Vâng. cũng nhiều. Vâng. Em cũng Ừ. làm nhiều việc hôm nay ra ngân hàng thì Ừ. nó kiểm tra hệ thống thì nó thấy có em chuyển cho anh thành 2 mã liền nhau nên là Thế là em quên hay là em thao tác trên điện thoại hay như nào? em là em gửi trên điện thoại, nhưng Ừ. mà mình điện thoại thì cứ ơn ok là nó chuyển thôi mà. À, ừ thì anh cũng thế, thế tôi trước mắt là anh em mình toàn là người ngay thẳng, làm ăn từng đắng từng Vâng, đắng trên mạng. dạ vâng Ừ, thì ấy vâng anh không nhắc thì anh không biết đâu, thì nhắc thì vâng anh thì cũng vâng có vấn đề đâu, em hôm nhưng nay em cũng ra ngân hàng tìm việc mà thế là nó mới cứ list cho em cái danh sách, nhưng mà thường 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 thế thì em làm nhiều thi thoảng một ra đến vẫn cho thôi. em xem danh sách giao dịch, nhưng mà Anh kiểm tra vâng vâng thì 2 tin nhắn cách nhau có 1 phút lúc 11 giờ vâng đấy đấy bởi vì cái hôm đấy là lúc nhắn thì như kiểu nó bị lỗi là không được, thì lúc sau không? nó lại
nó lại trừ 2 lần, thì Đúng, em có để ý đâu. nó vâng chậm như thế mà. vâng vâng Thế là anh em mình thoải mái nhá. Thế là anh gửi, vâng vâng lần 2 lần thì anh gửi vâng vâng mình nhá, anh thao cho vâng 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 Em chào anh. Vâng. Thế rồi. Anh Phan à, em hỏi qua em nhốt nó riêng nó đấy à? Nhốt riêng cái rồi à? Thế là được rồi, thế là chim thế là nhanh lên còn gì nữa. Nó gáy nhưng mà nó chưa gù nha, em thấy nó gáy hay lắm. Thì nó gáy hay nhưng mà nó vẫn gù mà, chẳng qua là nó vừa mới được 2 hôm 3 hôm thì nó như thế là nó nhanh thì nó gù luôn đấy mà. Con chim đấy con chim hay chứ phải không đâu. Thì đấy mình đang tính nhờ ấy nhưng mà chuyển nó, nhưng mà nó như bán hàng nhiều nhiều khi nó có những cái việc nhầm lẫn, bạn là người may mắn thì mình bán hữu nghị cho, để mấy hai nữa là may lại là một khách hàng cũ chung là bên mình Cái làm. giọng đó là giọng còi đồng đó anh. Đúng rồi, đồng đấy, đồng còi đồng đấy gì nữa. Em mong muốn gặp nó. Thì đấy đúng là giọng còi còn gì nữa, bình thường giọng cổ nó phải khác, nhưng mà nhiều người người ta thích giọng còi đồng hơn giọng thổ chứ đơn giản đâu. Mà giọng giọng đấy nó hiếm hơn là giọng, nó không phổ biến như là giọng thổ. Con đấy hay, con đấy hay thuần hay, nhìn mã biết được. Rồi con mơ bữa nay nó đẹp lắm, bóng lộng. À, con mơ là bóng dẫy rồi đúng không? Dạ. Con đấy to dài người mà nó Dạ. càng nuôi nó càng lên chim mà. Dạ dạ, bữa nay bự rồi. Nói chung là bạn cũng là người đam mê chim, bạn chăm chim tốt đấy, như thế là nó cũng Dạ dạ. có duyên đấy, tại vì mình bán cho bạn 2 con, bạn ở tận Đồng Tháp. Dạ. Một con là bạn lần đầu tiên là bạn không tin tưởng, bạn không biết mình là ai thì bạn chuyển tiền cho mình cũng chuyển một có cái tí trục trặc nhưng mình lại chuyển ok cho bạn, bạn cảm thấy hài lòng đúng không, một con chim mơ đúng Dạ không. dạ. Dạ. Rõ ràng là nếu như mà là mình bạn đặt được tin với bên mình đến bây giờ là vẫn khẳng định là uy tín với anh em, càng ở xa ở miền Tây, miền Đồng Tháp, ở miền Tây rồi thì đúng không. Dạ. Đấy, tiếp theo là một cái con chim này thì đấy, bạn là người rất may mắn để con chim đấy trị giá khoảng 3 triệu rưỡi, nhưng mà Dạ dạ. mình đăng lên thì bạn này là người nhanh nhanh chịu khó theo dõi kênh của mình thì bạn đặt hàng trước, sau khi bạn đặt hàng bạn có biết là bao nhiêu người hỏi không, đầy người hỏi đấy. À, anh Vũ anh cũng nói. Mình Vũ anh bảo thế đúng không, Dạ. rất nhiều người người ta hỏi, nhưng mà mình có thì có một cô con gái bây giờ mấy chàng rể biết làm nào được đúng không, ai là người chân Dạ. thành, ai là người quen biết, ai là người để giơ tay trước thì người ấy có duyên hơn. Dạ. Thế con đấy như thế là được có 2 ngày hơn, 2 ngày 3 ngày rồi gáy, thế là mừng quá rồi, mai ngày kia nó gù Dạ. loạn đi mà. Dạ dạ. Thế nuôi nó cẩn thận, Dạ. thỉnh thoảng anh em có gì giao lưu nhá, hoặc là trong Dạ Đồng Tháp trong miền Tây đấy mà có anh em nào dạ. Dạ mà chưa tin tưởng thì có thể là qua cậu đấy là giới dạ. thiệu là mình làm ăn là một đơn vị uy tín trên mạng không đâu. Dạ. Nhá. Dạ vậy thôi nha anh. Cảm ơn bạn.